Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất và phân phối các thiết bị về ngành chăn nuôi, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm mới về ngành chăn nuôi, đó là Takeo, bao gồm các sản phẩm. Đây là máy xay nghiền inox, máy băm chuối. Đây là máy băm cỏ vuông 1.1 kW, máy xay nghiền đa năng, máy băm cỏ vuông 1.5 kW. Đây là máy thái chuối và máy ép cam viên. Sau đây thì tôi sẽ test máy cho các bạn xem những thiết bị này có thể làm được những gì nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cấu tạo bên trong hệ thống lưỡi dao của máy như thế nào nhé. Và đây là cấu tạo hệ thống lưỡi dao bên trong máy, gồm một lưỡi thái bằng thép đặc và 18 lưỡi dao băm bằng nốc chống rỉ. Bên dưới thì ta có hai thanh gạt để khi mà nguyên liệu vào băm nhuyễn rồi thì nó thể gạt ra ngoài. Máy thiết kế rất là chắc chắn. Thùng máy thì được làm bằng thép mạ kẽm dày 2 ly 2. Khung của máy thì được làm bằng sắt V4 dày. Máy có hệ thống bánh xe và tay đẩy, rất tiện di chuyển. Máy sử dụng động cơ 100% dây đồng, có công suất là 3 kW, 4 HP, tốc độ vòng tua là 1.500 vòng trên phút. Motor của máy được bảo hành 18 tháng và lỗi 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng đầu. Máy tích hợp thêm CB chống giật, an toàn cho người lao động. Máy sử dụng trục bảng đạn của Nhật, Jekura lõi B, bánh xe bằng cao su. Sau khi máy sử dụng xong á thì ta có thể vệ sinh máy bằng cách tháo nắp ra và xối nước trực tiếp vào đây. Máy sẽ rửa sạch và ra bằng đường thoát này. Hệ thống nắp của máy thì có 4 thanh gài rất là chắc chắn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con. Sử dụng xong thì các bạn có thể cuốn gọn dây điện lại và đưa chiếc máy này của mình vào trong kho để tránh mưa gió ẩm ướt. Vâng, như vậy là tôi đã giới thiệu xong chiếc máy băm nghiền Takeo 2020. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy đến với Thế Giới Máy tại 354 Bình Long, phường Mũi Tòa Hòa, quận Tân Phú, hoặc liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là chiếc máy thái nghiền Takeo 2020. Chiếc máy này có thể băm được rất là nhiều loại nguyên liệu, ví dụ như là chuối, rau bèo, chọc mùng, rau muống. Tiếp theo tôi sẽ test chiếc máy này cho các bạn xem thử nguyên liệu đầu vào và sản phẩm ra như thế nào nha. Đầu tiên thì ta sẽ cấp nguồn điện cho máy.
sau đó bật CB để cho máy hoạt động. Tiếp theo ta sẽ cho nguyên liệu vào. Và đây là thành phẩm của chúng ta. Chuối, bèo, rau muống đều được băm rất là nhỏ và đều. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.